Cũng liên quan đến vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đó là trên tuyến đường đèo Hải Vân thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, nhiều mô tô xe máy dừng đổ tràn lan ở lòng lề đường để tham quan, chụp hình, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Là một trong những đỉnh đèo nổi tiếng tại Việt Nam, đèo Hải Vân nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo cao gần 500m so với mực nước biển với nhiều khúc cua, hiểm trở, luôn thách thức các tài xế khi đi qua tuyến đường này. Chính vì vậy, nhiều người dân, đặc biệt là bạn trẻ, thường xuyên chọn tuyến đường đèo này để trải nghiệm, ngắm cảnh. Thế nhưng, việc thiếu ý thức trong chấp hành luật giao thông đường bộ đã làm cho tuyến đường này càng nguy hiểm hơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều xe máy, ô tô dừng đổ, dàn thành hàng ngang tại những khúc cua, lề đường, chiếm hết phần đường dành cho phương tiện lưu thông chỉ để chụp hình. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ điều khiển xe máy thường xuyên bo cua, nẹt bô để phô diễn với nhau, rất nguy hiểm. Tôi người dân ở đây cũng buôn bán, cũng có nhắc nhở là nếu mà mấy em dừng xe chụp hình thì ngừng vào đây, chứ ngừng ở người kia là rất nguy hiểm. Tuần sát đó rồi em có nhắc nhở để đi vào trong cái lề đường mà ngừng, chứ không thôi là an toàn giao thông là rất chi là lỡ xảy ra chuyện biến cố là rất chi là nguy hiểm. Bên cạnh việc đậu đổ dừng xe dưới dốc đèo, nhiều hộ dân còn tự ý mở quán nước ven đường ngay tại những khúc cua nguy hiểm, không có bãi đỗ xe an toàn cho du khách. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền vận động, nhiều lần ra quân cưỡng chế buộc tháo dỡ hàng quán, dựng lều trái phép, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Đội cảnh sát giao thông công an quận Chiểu thì cũng phối hợp hàng tuần với trạm xử lý các trường hợp mà xe chế độ. Người dân địa phương thì chúng tôi tuyên truyền cho người dân được biết. Còn những cái đối tượng có tỉnh lân cận thì chúng tôi có biện pháp phòng ngừa từ xa để không có được tụ tập trên đỉnh đèo gây mất an ninh trật tự. Để đường đèo Hải Vân bình yên, mãi đẹp trong lòng du khách, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua những cung đường này.